Tính sao đây? Chạy mau! Đứng lại! Nói cho rõ! Hai người chạy đi chứ! Sao hai người không chạy nữa? Chạy! Nhanh, 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 chạy! Nhanh, nhanh, nhanh! Nhanh lên! Nhanh đuổi theo, đợi chút. Anh làm gì đấy? Chúng ta ra ngoài để làm gì? Một con rắn lớn như vậy đúng là một kỳ tích. Nhất định phải làm cho rõ, nhanh. Đuổi theo nó làm gì? Muốn chết à? Anh đợi chút, từ từ thôi. Đi đâu tìm đây? Bỏ đi, không tìm được nữa. Con rắn lớn như vậy cũng xem như quái thú quý hiếm rồi nhỉ. Không có duyên thì chớ cưỡng cầu, dừng tại đây đi. Dù gì người ta cũng là thú dữ, lúc nãy chúng ta xấu hơn. Mục tiêu của người ta là heo rừng, nếu gặp lại lần nữa thì khó nói lắm. Tôi tán thành, chúng ta đừng dây vào nó thì hơn. Hai người cũng nói rồi, có thể gặp không thể cầu. Chúng ta đã gặp được nó thì chúng ta có nghĩa vụ thu thập nhiều thông tin về nó. Điều này có lợi ích rất lớn cho việc nghiên cứu của chúng ta sau này. Cũng phải. Tôi cũng hiểu, nhưng mà không nhân nhị gì hết. Tôi thấy cứ quyết định vậy đi. Tiếp tục đi sâu, tiếp tục tìm kiếm thông tin liên quan. Được, hai người nhé. Tôi giữ nguyên ý kiến. Nếu lần này mất công toi thì lúc về tôi sẽ xin rút khỏi nhóm của hai người. Đó là gì vậy? Nhìn giống như tàn tích. Liệu có bí mật gì không? Đi đi đi, đi xem thử, đi. Trời ơi! Chỗ này bao nhiêu năm rồi? Liệu có báu vật gì không? Đi, dạo một vòng. Thôi bỏ đi, về thôi. Đừng để lát nữa lại lạc đường. Nhìn chỗ kia, vào được kìa. Thôi, đừng hóng hớt nữa. Về thôi. Tôi cũng thấy rợn da gà. Đến cũng đến rồi, cứ xem thử. Chẳng phải hai người thường nói công việc của chúng ta phải có tinh thần mạo hiểm hả? Giác quan thứ sáu của tôi nói tôi biết, trong này chắc chắn có bí mật. Thôi được, vào trong thăm dò xem. Nhưng có điều này, an toàn là trên hết. Trong bất cứ tình huống nào, chạy là thượng sách. Không thành vấn đề. Mời. Đi. Trời ơi, rộng thế này. Còn có công trình kiến trúc nữa, hai người xem. Đi. Hùng tráng quá. Hai anh xem.
Cẩn thận đấy. Nắm chặt nhé. Đi. Nơi này sao âm u quá vậy? Trốn đi. Tính sao đây? Chạy mau. Mau. Chạy mau. Gắng sức lên. Không đẩy được. Tôi gắng sức rồi. Vô ích thôi. Mau đi đi. Hai người đi mau. Cùng đến thì cùng đi. Mau đi đi. Đừng để ba người đều chết ở đây. Gắng sức lên. Đi. Oh.